kính chào tất cả tư chúng liên hữu đồng tu. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với hiểm họa của nhân loại do virus corona gây ra. Chúng ta phải đối diện với nó như thế nào? Ví dụ như trong kinh Pháp Chiết Tận, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho chúng ta thời bậc Pháp sẽ trải qua rất là nhiều kiếp nạn. Thứ nhất là thủy hạn bất điều, ngũ cốc bất thục, dịch khí lưu hành, tử vong giả chúng. Tức là khí hậu dị thường, thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên, nước hạn hán, ngũ cốc không chín, bệnh dịch làm chết nhiều người. Thứ hai, đó là ác nhân chuyển đa như hải trung sa, thiền giả thầm thiểu nhược nhất nhược nhị. Ý nói, đạo đức xã hội trượt dốc, người ác nhiều như cát trong biển, người lương thiện lại vô cùng ít. Thứ ba, dục kiếp tận cố, nhật nguyệt chuyển đoạn, nhân bệnh chuyển thúc, tứ thập đầu bạch, nam tử dâm điệt, tinh tận yểu mệnh, hoặc thọ lục thập, nam tử đoạn mạng, nam tử đoạn thọ, nữ nhân thọ trường, thất bát cửu thập, hoặc chí bách tuế, đại thủy hốt khởi, hốt chí vô kỳ, thế nhân bất ngôn, cố vi hữu thường, chúng sanh tạp loại, bất vấn hào tiện, một nịch phù phiêu, ngư miết thực đạm. Có nghĩa là đến thời mạt kiếp thì mặt trăng mặt trời luân chuyển làm thời gian ngắn lại hơn, vì thế tuổi thọ con người cũng nhanh kết thúc hơn. Người 40 tuổi đã đầu bạc, già triết tuổi. Nam giới vì dâm dục phóng túng nên tinh lực cạn kiệt mà chết yểu, có thể chỉ sống thọ đến 60. Nam thọ ngắn thì nữ lại thọ dài, có thể sống đến 70, 80, 90, thậm chí đến 100 tuổi. Lũ lụt sẽ đến bất ngờ và thường xuyên hơn, không theo quy luật rõ ràng. Người đời không tin đây là hiện tượng mạt pháp, vì thế xem là bình thường. Chúng sanh sống tạp loạn cùng nhau, bất kể giàu sang hay nghèo hèn, đều bị chìm trong nước chứ không nổi, làm mồi cho cá và rùa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng rất chi tiết về thời pháp diệt tận của Ngài. Những lời tuyên đoán của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy, chúng ta thử quán xét xem đã có bao nhiêu điều đã xảy ra, có bao nhiêu điều đang xảy ra, và còn bao nhiêu điều nữa sắp xảy ra. Vậy chúng ta cần phải làm gì ngay trong lúc này? Đó là điều rất quan trọng. Hiện nay có rất nhiều luồng thông tin không chính thống đã tạo nên sự hoang mang cho người dân. Vì vậy, điều quan trọng hơn hết là mọi người nên bình tĩnh và chọn lọc tiếp nhận những thông tin thật chính xác từ các cơ quan nhà nước để có những kiến thức cơ bản và trang bị cho mình những biện pháp phòng hộ để cùng nhau vượt qua chiến nạn này. Chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là diệt từ ngọn, và phương pháp thứ hai đó là diệt tận gốc hiểm họa của nhân loại. Về ngọn thì trước tiên chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức cơ bản. Chúng ta cần hạn chế tiếp xúc nơi đông người, trang bị khẩu trang đầy đủ khi ra ngoài, vân vân. Về phần gốc thì từ xưa đến nay các bậc đại đức đã thương tưởng đến chúng sanh mà ban bố cho chúng ta các biện pháp phòng hộ để thoát khỏi hiểm họa của nhân loại. Ví dụ như năm 1992 tại chùa Kim Luân ở Los Angeles, Hòa thượng Tuyên Hóa
đã khai thị chỉ dạy cho chúng sanh cùng vượt qua hiểm nạn của bệnh dịch phổi. Ngài khuyên chúng sanh tất cả đều nên cố gắng trì tụng Đại Bi Thần Chú. Và Ngài đã chứng nghiệm điều đó từ việc khi Ngài còn ở Mãn Châu, trong một làng có dịch bệnh viêm phổi, Ngài cùng với tất cả là bốn chú tiểu từ 11 đến 12 tuổi đến vùng Mãn Châu, đi quanh vùng đó trì tụng 108 biến chú Đại Bi. Khi Ngài trì tụng xong chú Đại Bi thì vùng đó hoàn toàn hết dịch bệnh. Hay vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, nhân có 100 Phật tử từ Thái Lan và Việt Nam ghé thăm, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đã từ bi chỉ dạy cho tất cả mọi người, nếu mọi người đang trì tụng thần chú thì hãy cố gắng trì tụng thần chú Phật Mẫu Tara. Cô thần chú Phật Mẫu Tara là Om Radhustra Suresvaha. Và cô thần chú này chúng tôi sẽ cho hiển thị trên màn hình. Quý vị có thể nhìn vào dòng chữ trên màn hình và có thể trì tụng. Hoặc thời gian gần đây, Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng rất từ bi chỉ dạy cho chúng sanh những phương pháp để phòng ngừa và diệt trừ tận gốc dịch bệnh hiểm họa do virus corona gây ra. Ngài khuyên tất cả chúng ta cần phải tu tập để giữ cho tâm được thanh tịnh. Đây là việc quan trọng nhất, bởi vì khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì có thể miễn được dịch, sẽ không bị truyền nhiễm. Hoặc là chúng ta phải dành nhiều thời gian để nghe giảng kinh, tụng kinh, niệm Phật. Đặc biệt là chúng ta cần đoạn ác để tu thiện. Đó là cách để trị tận gốc. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi tâm của chúng ta thanh tịnh và từ bi thì sẽ chuyển tất cả những virus thành những tế bào tốt. Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên quý vị không nên sợ hãi mà cần phải nuôi dưỡng cho tâm thanh tịnh, dưỡng cho tâm từ bi. Đó chính là chúng ta đang tăng cường khả năng miễn dịch của chính mình. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải phát nguyện trường chay. Bởi vì khi chúng ta trường chay là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm từ bi. Chư cổ đức xưa đã từng dạy, vì sao lại có chiến tranh loạn lạc gây ra? Đó là do chúng sanh tự giết hại lẫn nhau, tạo nên oán thù. Hay chư cổ đức đã từng khai thị, muốn cho nhân loại không còn chiến tranh thì ở trong lò mổ phải không còn nghe tiếng gào thét nữa. Vì vậy chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy cố gắng đoạn ác tu thiện. Và việc thiện đầu tiên trước hết đó là chúng ta nên phát nguyện ăn chay. Thứ hai, nếu tất cả các quý vị hiện tại đang tu trong bất cứ một pháp môn nào, nếu là đang tu thiền thì cố gắng dành thời gian để thiền định nhiều hơn. Những người đang tu mật tông thì dành thời gian để trì tụng thần chú nhiều hơn. Những người đang tu tịnh độ thì dành thời gian để niệm Phật nhiều hơn. Bởi lẽ khi chúng ta hành trì thì ngay trong lúc đó, từ trường mà chúng ta tạo ra từ trong nội tâm của mình sẽ lan tỏa ra xung quanh, và trước tiên là bảo hộ cho chính mình, bên cạnh đó là bảo hộ cho những người xung quanh. Và sau đó chúng ta cùng cầu nguyện cho virus corona không còn gây hại cho nhân loại. Nam mô A Di Đà Phật.
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, khi mạng báo thân này sanh qua cõi cực lạc. No.